Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 7 giờ 40 phút giờ Cali Nghĩa là Việt Nam, nè. cả qua là ngày thứ tư rồi Và ngày mai đó là một ngày mà sẽ có cái thông tin quan trọng đó chính là liên quan tới lãi suất Và đặc biệt hơn đó là Fed sẽ nói những gì ngày mai Chúng ta cũng có một số những cái tài liệu Tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới vấn đề này Trước khi mà Fed có mua lãi suất thì bây giờ đó mọi người nghĩ ngày mai Fed sẽ có quyết định gì và đây là cái thông tin lớn nhất trong tuần này chúng ta cũng sẽ nói tới là tại sao chúng ta cần phải lưu trữ tài sản cần phải lưu trữ bitcoin các bạn tất cả bây giờ đây chỉ là một cái cuộc thử nghiệm mà thôi khi mà các bạn zoom ra để nhìn tổng quát thì các bạn sẽ hiểu hơn hệ thống tiền tệ thế giới vận hành như thế nào chúng ta cũng có những cái thông tin nổi bật liên quan tới FTX các bạn đặc biệt đó là ba mẹ của Sam Bankman Free đã bị kiện rồi thì tại sao mà ngay cả ba mẹ Sam Bankman Free của bị kiện chúng ta sẽ nói chi tiết về vấn đề này cộng với là một số những cái thông tin nổi bật khác trong ngày hôm nay đầu tiên hết chúng ta hãy nhìn xem coi là chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc hôm nay ra sao thì các bạn đã thấy được là chúng ta có ba chỉ số lớn là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đấy thì cái ba chỉ số này đã đều giảm nhẹ một chút và đương nhiên mọi người đang chờ đợi như thường chia sẻ đầu video đó chính là thông tin liên quan tới Fed ngày mai ngay bây giờ đó pre market thì không thay đổi nhiều các bạn và nếu chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì ngay cái thời điểm này nó cũng vẫn đang mức cao các bạn hơn 90 đô cho một thùng dầu nhưng mà cũng hạ nhiều một chút rồi còn về vàng thì sao các bạn hợp đồng vàng thì không có sự thay đổi nhiều ngày hôm nay nhưng mà crypto đó hôm nay vẫn là một ngày mà tôi nghĩ là tốt cho crypto các bạn. Chúng ta có Bitcoin tăng nhẹ một chút và phần lớn như Ocoin cũng là màu xanh. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nói về lãi suất đi. Thì trong tuần này đó các bạn nên hiểu là chúng ta có không phải là một mà tới ba ngân hàng trung ương lớn sẽ có cái quyết định liên quan tới lãi suất. Chúng ta có Fed ngày mai rồi chúng ta sẽ có cái thông báo đến từ ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh. Fed ngày mai đó thì bây giờ mọi người vẫn đang nghĩ là Fed sẽ không tăng lãi suất nhưng mà ngược lại đó, ngân hàng trung ương của Anh thì khả năng là sẽ tăng thêm 0.25% và chúng ta cũng có cái thông tin ngày hôm nay đến từ ngân hàng trung ương của Trung Quốc các bạn và họ đã quyết định là giữ lãi suất cái mức là không thay đổi là 345 cho cái lãi suất mà các bạn vay mượn cho những người nào mà có lý lịch tín dụng tốt thì chúng ta thấy được là ở Trung Quốc thì hoàn toàn ngược lại trong vòng 2 trong 3 tháng qua đó thì họ đã cắt lãi suất liên tục tại vì nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại các bạn họ muốn kích thích nền kinh tế nhưng mà ngược lại đây thì chúng ta thấy được là ở Hoa Kỳ thì hiện bây giờ ra CMB vẫn cho thấy được là 99% hợp đồng tương lai vẫn đang nghiêng về là Fed sẽ không tăng lãi suất ngày mai. Nhưng bên nào mà theo dõi kênh một thời gian đó, chúng ta cũng thường hay xem chỉ số CME và hầu như là chưa bao giờ bị lời thích các bạn trong vòng hơn một năm qua, một năm rưỡi qua đó. Các bạn thấy là quyết định lãi suất của Fed đó, hoàn toàn trùng khớp với là hợp đồng của CME. Một trong những lý do đó là tại vì chủ tịch John Powell đã nói là không bao giờ muốn thị trường có bất cứ một cái sự bất ngờ nào hết. Đó không phải điều mà Fed muốn làm. Cho nên cho bạn thấy là cho tới bây giờ đó chỉ số CMB rất là chính xác và nếu như chúng ta tiếp tục thấy cái độ chính xác như thế này đó, thì ngày mai khả năng là Fed sẽ không tăng lãi suất chúng ta thấy là chỉ có một phần hợp đồng nghiêng về là Fed sẽ tăng 0.25 mà thôi. Lãi suất của Fed sẽ được công bố vào lúc 11 giờ trưa giờ Cali ngày mai, có nghĩa là sẽ là 1 giờ sáng ngày hôm nay các bạn. Nghĩa là các bạn sẽ đến khuya rồi 1 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ nhận được thông tin lãi suất của Fed nếu như mà nào mà đang ở Việt Nam thì cũng như thường lệ đó khi mà có thông tin thì chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng mà lần này đó thì đáng tiếc là khoảng chừng nửa tiếng sau đó nghĩa là khoảng chừng là 11 giờ rưỡi trưa hay là 1 giờ rưỡi sáng đó thì đó sẽ là lúc họp báo của Fed đáng tiếc là ngày mai ra thuận bận họp ở công ty cho nên sẽ không theo dõi trực tiếp cái bài họp báo đã được nhưng mà sau đó thuận sẽ cố gắng dùng thời gian để mà tóm tắt bài họp báo để mà chia sẻ với các bạn cho nên ngày mai ra thuận chỉ có thể chia sẻ cái công bố lãi suất chứ không thể chia sẻ trực tiếp buổi họp báo với các bạn được thì khả năng ngày mai Fed sẽ có những lời phát biểu như thế nào Chúng ta cũng uh, đã thấy mới đây đó Mọi người đều nghĩ là Fed sẽ không tăng lãi suất Nếu như ngày mai đó mà Fed tăng lãi suất Sẽ một ngày mà cực kỳ đỏ các bạn Tại vì đó sẽ là một cái hành động gây bất ngờ cho thị trường Chúng ta sẽ thấy một số những thông tin khác Tại sao mà rất nhiều người bây giờ đó Họ có lòng tin là Fed một rồi đã ngưng tăng Từ đây trở về sau là chỉ có giữ nguyên hay là giảm mà thôi Chứ còn nếu như mà nói tăng Nó cũng không thể tăng được bao nhiêu nữa Tại sao họ lại có lòng tin như vậy Thông sẽ chia sẻ thêm một số những cái Tiết. nhưng mà cứ cho là ngày mai đó Fed sẽ nói là ok bây giờ sẽ giữ nguyên lãi suất thêm một tháng nữa để xem coi là tình hình như thế nào xem coi chỉ số CPI phần trăm thất nghiệp ra sao và các bạn nên hiểu đó là cái đợt họp kế tiếp của Fed sẽ là vào ngày 1 tháng 11 như là chúng ta sẽ không có cuộc họp nào vào tháng 10 hết và sau tháng 11 đó chúng ta sẽ có thêm một cuộc họp nữa 6 tuần sau đó ngày 13 tháng 9 và đó là cái cuộc họp cuối cùng của năm nay thì cho là ngày mai đó Fed nói là không tăng lãi suất chờ đến tháng 11 xem coi sao thì khả năng chúng ta vẫn có thể thấy Fed tăng lãi suất nếu như mà chúng ta có chỉ số phần trăm là phát CPI lại tiếp tục tăng nữa hay là chúng ta lại thấy là phần trăm thất nghiệp vẫn ở mức tốt thì cái đó chúng ta phải chờ tới tháng một mới biết được nhưng mà khả năng để là Fed sẽ nói ước mở mở các bạn chúng ta sẽ không có bất cứ một cái thông tin nào chính xác nó là bây giờ đó đã, đã là lần cuối cùng rồi chúng ta sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa Fed sẽ không bao giờ nói gì vậy đâu Fed sẽ nói cái cách, cách chung chung thôi các bạn giống như là nói cả hai bên luôn nếu như mà tình hình tốt đó thì có thể là không cần tăng lãi suất nữa nếu như tình hình không tốt thì sẽ tăng lãi suất Tôi nghĩ Fed cũng sẽ nói chung chung như vậy mà thôi Chứ chúng ta cũng không thể kỳ vọng là Fed nói đây là cái đợt tăng lãi suất cuối cùng hay gì hết á đó. đó là điều các bạn cần nên hiểu Nhưng mà không sao các bạn Điều mà mọi người quan tâm hơn đó, Nó sẽ có một cái gọi là dot plot Dot plot này đó có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn vào một cái biểu đồ mà có nhiều cái dấu chấm đó Và những dấu chấm này đại diện cho những người mà đã bỏ phiếu Và cái suy nghĩ của họ trong những cái ngày tháng tới đó lãi suất nó sẽ ở mức như thế nào Và đây là một trong những cách tốt nhất để chúng ta có thể hiểu được là những quan chức go in fact, những kỳ kế tiếp họ có khả năng bỏ phiếu đã sao và từ đó, đó chúng ta mới thấy là thị trường có những cái à, sự ước tính như là thế này là bao nhiêu phần trăm Fed sẽ ngưng tăng, bao nhiêu phần trăm Fed sẽ tăng là phần lớn họ dựa vào cái dot plot đó các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ có cái thông tin đó được chia sẻ và kế đó nữa chúng ta cũng sẽ có cái thông báo liên quan đến ước tính về tương lai của nền kinh tế Hoa Kỳ để xem coi là Fed sẽ nghĩ sao về nền kinh tế GDP phần trăm thức nghiệp của Hoa Kỳ trong thời gian là một ý tới đây hay là còn nhiều hơn nữa trong dòng những thời gian tới đó Fed như thế nào về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ chúng ta sẽ có thông tin đó ngày mai thì nó khác với lại những cái cuộc họp trước đây không có cuộc họp nào Fed cũng phải chia sẻ cái dot plot không phải cuộc họp nào Fed cũng phải chia sẻ về cái ước tính về nền kinh tế các bạn nhưng mà ngày mai sẽ là một chuyến cuộc họp mà theo lịch Fed phải chia sẻ những thông tin này cho nên đó là điều mà chúng ta sẽ trông chờ xem coi là khả năng khi nào chúng ta mới thấy Fed bắt đầu giảm lãi suất đó là điều mà mọi người đang muốn biết Tôi nghĩ là sẽ không có nhanh đâu các bạn à, Đáng tiếc đó là đầu năm nay thường vẫn có cái kỳ vọng Vẫn có một cái hy vọng các bạn là chúng ta sẽ có một cái đợt giảm lãi suất trong năm nay Nhưng mà chúng ta đã thấy là bây giờ khả năng đó là Fed sẽ giữ lãi suất ở cái mức này cho đến cuối năm luôn Rồi qua năm có thể nói là khoảng chừng tới tháng 6 chúng ta mới bắt đầu thấy là Fed giảm lãi suất các bạn Thì đáng tiếc nó đã trễ hơn 6 tháng so với những gì chúng ta mong đợi Nhưng mà một điều khác nữa chúng ta cũng không có thể ngờ đến là chỉ số CPI có thể tăng cao như vậy và mãi tới bây giờ đã, đã giảm nhưng mà cũng không có giảm nhanh như là chúng ta nghĩ nhưng mà cho dù là vậy giả sử như là Fed muốn tăng thêm lãi suất nữa đi thì còn tăng được bao nhiêu nữa các bạn nhiều người nói là cùng lắm là tăng thêm một lần nữa mà thôi cho nên trên căn bản đó cái sự lo lắng liên quan đến Fed tăng lãi suất không có phải là cái sự lo lắng gì mà chúng ta cần phải quá quan tâm đâu cho dù tăng đi nữa cũng không tăng được bao nhiêu tại vì chúng ta nhận được một thông tin là nợ công của Hoa Kỳ Vậy là công trái phiếu các bạn, nợ công của Hoa Kỳ đã đạt cái mức Kỷ lục lần đầu tiên là 33.000 tỷ các bạn 33.000 tỷ Các bạn có tưởng tượng đi 1 100.000, 100 1 triệu, 100 triệu Bắt đầu các bạn đã thấy là con số wow, không thể tưởng tượng được các bạn 100 triệu là con số có thể nói là đã cho các bạn trở thành cái phần gọi là 0.1 của tất cả thế giới của người giàu rồi các bạn Và chúng ta có nói là bắt đầu 100 triệu lên tới 1 tỷ Chúng ta nói wow, chúng ta đã vô những người tỷ phú trên thế giới này rồi Và cả thế giới này có gần 8 tỷ người trong đó chúng ta thấy được là chỉ có 56 triệu người ước tính năm 2021 là triệu phú mà thôi Còn nói về tỷ phú đó, các bạn thấy được là cả thế giới này gần 8 tỷ người Chỉ có khoảng chừng là 2.640 người trên thế giới là tỷ phú dựa theo thống kê đến từ Forbes các bạn chúng ta cứ nghĩ là một tỷ là nó lớn như vậy chúng ta cứ nghĩ là 100 tỷ nó lớn cỡ nào rồi chúng ta nói tới là một nghìn tỷ mà thực là trên thế giới bây giờ đây chúng ta chưa có thống kê nào chính thức cho thấy là có ai đã đạt được tài sản là một nghìn tỷ hết mà chúng ta thấy được là cái nợ công của Hoa Kỳ đã lên tới 33.000 tỷ nghĩa là gấp 33 là con số đó để các bạn có thể thấy được là con số này nó kinh khủng cỡ nào đây là cái thông tin chúng ta đã nhận được từ cái US Debt Clock các bạn đây là một trong những cái trang web mà họ thống kê xem coi là nợ công của nhiều quốc gia ra sao và đương nhiên các bạn thấy được là nợ công lớn nhất bây giờ đó chính là Hoa Kỳ và chúng ta có thể nhìn thấy được là nợ công của Hoa Kỳ ước tính bây giờ là hơn 33.000 tỷ GDP tổng sản lượng quốc nội của Hoa Kỳ đó là 27,5 nghìn tỷ So với lại Trung Quốc các bạn, Trung Quốc đó là bây giờ nợ công là khoảng chừng 14,5 nghìn tỷ các bạn Cũng đang tăng tốc nhưng mà không có bằng phân nửa của Hoa Kỳ nhưng mà cũng đang tăng tốc hiện tại Với GDP đó thì ít hơn Hoa Kỳ ở 17,6 nghìn tỷ là nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới Chúng ta có những quốc gia đó mà có cái số nợ cực kỳ lớn nữa các bạn giống như là ở Nhật Bản đó là 13,4 nghìn tỷ Trong khi mà GDP chỉ có 4,5 nghìn tỷ tỷ mà thôi Và những quốc gia khác như là các bạn thấy được là ở UK, ở nước Đức, ở Ấn Độ đó thì nợ khoảng chừng là 3 tỷ Con số bằng tỷ nó cũng là con số đại diện cho rất nhiều nợ của những quốc gia Thì điều này đó có liên quan gì đến phép tăng lãi suất hay là không các bạn thì để Hùng chia sẻ thêm các bạn có biết là nợ công của Hoa Kỳ nói riêng đó thì chúng ta đã thấy là đang có khoảng chừng 7,6 nghìn tỷ công trái phiếu sẽ hết hạn Tại vì công trái phiếu đó là các bạn bán ra rồi người ta đi thu mua công trái phiếu Khi mà đến kỳ hạn rồi đó các bạn sẽ nhận được tiền lãi và tiền gốc Thì khoảng 7,6 nghìn tỷ trong số là khoảng 33 nghìn tỷ này sẽ hết hạn trong vòng 12 tháng Có nghĩa là Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ phải bán thêm công trái phiếu Tổng cộng đó là phải bán lên tới khoảng 9 nghìn tỷ các bạn Tại vì chúng ta có 7,6 nghìn tỷ là công trái phiếu chuẩn bị hết hạn trong 12 tháng cộng với lại là 2.000 tỷ để bù vào ngân sách thâm hụt thì cái số nợ hiện tại đó có lãi suất cực kỳ thấp luôn các bạn cái con số 7,6 nghìn tỷ này đã lãi suất là khoảng chừng một phần trăm mà thôi tại vì sao gì tại vì họ đã phát hành những năm trước đó các bạn những năm mà lãi suất thấp trước năm 2022 nhưng mà bây giờ cái phần này đã sẽ hết hạn và họ sẽ thay thế cái phần này với những cái nợ mới và những nợ mới bây giờ đó thì chúng ta sẽ thấy có cái phần trăm lãi suất cao hơn rất là nhiều, khoảng 5%. Chúng ta cũng đã từng nhìn vào những cái thông tin liên quan tới bán đấu giá công trái phiếu của Hoa Kỳ đã khoảng hơn 5%. Có nghĩa là nếu như mà mượn 9,6 nghìn tỷ ở mức lãi suất là khoảng 5% thì mỗi một năm tiền lãi đã phải trả là 480 tỷ. Số tiền lãi phải trả hiện tại đã cộng với cái số lãi phải trả nếu nhờ bán thêm cái số lượng công trái phiếu này lên tới là 1,4 nghìn tỷ đô la các bạn con số cực kỳ lớn luôn trong khi chúng ta thấy được là cây nợ Hoa Kỳ là 33.000 tỷ điều tôi muốn chia sẻ đây đó là Fed không thể cứ tăng lãi suất thì bây giờ cứ cho là còn tăng nó đi thì tăng được bao nhiêu lần nữa các bạn khi mà Fed tăng lãi suất cũng ngược lại là Hoa Kỳ phải đi vay mượn với lãi suất cao hơn và đây cũng là một trong những lý do tại sao mà chúng ta thấy là cho dù có bao nhiêu đô la được in ra cho dù là Hoa Kỳ phát hành bao nhiêu là công trái phiếu Tiền từ các quỹ đầu tư nước ngoài đã vẫn đổ vào công trái phiếu của Mỹ đã tăng lên là 7,6 nghìn tỷ đô la. Cái con số này đó là cái con số mà được thu mua từ những quỹ ở nước ngoài mà thôi chứ không nói là những ngân hàng, những người ở Hoa Kỳ hiện tại. Các bạn có biết là nhu cầu này ở mức cao nhất trong vòng 15 năm qua gần như là cái mức cao nhất mọi thời điểm các bạn. Chúng ta thấy đây là cái biểu đồ liên quan đến cái số lượng công trái phiếu được lưu trữ bởi những quỹ ở nước ngoài đó thì chúng ta đang thấy là đang trở về cái mức là gần như là cao nhất mọi thời điểm Mọi người đây thì bây giờ thì vẫn muốn giữ công trái phiếu của Mỹ hơn là trái phiếu của bất kỳ quốc gia nào khác Thứ nhất đây là công trái phiếu an toàn nhất trên thế giới hiện tại các bạn Và thứ nhì nữa là lãi suất cũng không tệ Chúng ta đã thấy là lãi suất bây giờ là phải hơn 5% Nhưng mà cũng ngược lại vì lý do là lãi suất đang ở mức cao dẫn đến chi tiêu tiền lãi hàng năm cũng cao các bạn nếu như mà chúng ta thật sự thấy con số là một chấm 4 nghìn tỷ đô la mà cần phải được chi ra hàng năm để mà trả lãi suất đó con số này nó sẽ còn cao hơn cái số tiền chi cho quân đội nữa cho nên vẫn cái câu nói đó các bạn Fed không thể cứ tăng lãi suất nó thật sự là bắt đầu có ảnh hưởng đến không những là ngân hàng mà ngay cả bộ tài chính của Hoa Kỳ luôn vì lý do đó các bạn thấy được là mọi người nghĩ là chúng ta nếu như mà thật sự thấy lãi suất còn tăng nữa đó thì một lần nữa là hết đáp rồi chứ còn nếu không nên lãi suất sẽ được giữ ở đây một thời gian rồi sau đó khoảng chừng giữa, giữa năm sau Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất nhưng mà một điều nữa các bạn cũng nên hiểu đó là ok vậy thì sao các bạn lãi suất giữa mức này hay là bắt đầu giảm nhưng mà cũng không có thể giải quyết được vấn đề là chúng ta thấy được là nợ của nhiều quốc gia đang ngày lại càng cao hơn nhất là ở Hoa Kỳ thì tới một thời điểm nào đó chúng ta thấy cứ vay mượn như vậy cái số nợ công cứ tăng lên tăng lên cho những quốc gia thì cái kết cục sẽ như thế nào các bạn? Tới một thời điểm nào đó chúng ta thấy được là số tiền lãi phải trả đó, nó sẽ quá cao đến nỗi mà quốc gia không thể gánh nổi. Kết quả sẽ ra sao? Cái đó Thùng không dám nghĩ đến như các bạn Và Thùng cũng không có cách nào để mà giải quyết hết Thùng nghĩ là có nhiều người thông minh hơn thuận Có nhiều kinh nghiệm hơn thuận Đang tìm cách giải quyết trong vòng bao nhiêu năm qua Cái mà Thùng biết đó Tiền sẽ ngày càng mất giá Đó là điều mà Thùng biết Thùng chỉ có thể nêu ra được vấn đề và giải pháp của thuận đó chính là lưu trữ tài sản các bạn và chúng ta cũng thường hay nghe nhiều người nói đó là tiền kỹ được số chỉ là một cái đợt thử nghiệm mà thôi không biết kết quả sau này của bitcoin ra sao hay là bất cứ crypto sẽ ra sao chúng ta cũng không biết chắc chắn một trăm phần trăm crypto sẽ là tương lai hay là bitcoin sẽ có thể là trở thành bàn điện tử chúng ta không có gì chắc chắn hết tất cả đều là một cuộc thử nghiệm nếu như mà các bạn nhìn lại cái hệ thống tiền tệ của thế giới đó thì các bạn thấy được là tất cả cũng là một đợt thử nghiệm mà thôi chúng ta đã thấy được là tiền thay đổi liên tục luôn từ lúc mà chúng ta bắt đầu là giao dịch chúng ta đều giao dịch hàng hóa trực tiếp chúng ta sử dụng vỏ sò chúng ta sử dụng ngân phiếu chúng ta sử dụng vàng chúng ta sử dụng thẻ tín dụng tiền luôn được thay đổi các bạn đó là một điều mà khi các bạn zoom ra các bạn mới thật sự là thấy được tiền định nghĩa tiền là gì đã thay đổi liên tục luôn thường đã chia sẻ một cái video với các bạn cách đây khoảng chừng là 4 tháng nhưng mà nào có thú đó thì hãy xem video 1586 phần 2 chúng ta sẽ thấy được là có một phần đó thuần chia sẻ về tiền là gì và tiền thực ra là một khái niệm là một ngôn ngữ mà thôi nếu chúng ta ta nghĩ tiền là một cái hiện vật gì đó đó Hay là các bạn nghĩ là tiền là đại diện cho công sức lao động Thật ra nó cũng không hoàn toàn đúng đâu Nếu như là như vậy đó, thì các bạn thấy được là cái số tiền được in ra bởi những ngân hàng trung ương trong đại dịch là đại diện cho ai lao động các bạn đó là thời điểm mà nhiều người thất nghiệp nhiều người ở nhà rồi số tiền đã được in ra để mà kích thích nền kinh tế để mà cho những người dân để mà xử lý đại dịch thì tiền đó đại diện cho ai đang lao động thì các bạn sẽ thấy được tiền trên căn bản chỉ là một khái niệm mà thôi và trong video này đây thường đã chia sẻ có một cái khái niệm tiền chỉ là một hòn đá và nó nằm ở đâu đó thực ra tất cả đó đều quy về tiền chỉ là một cái bản ghi chép ai đang sở hữu bao nhiêu mà thôi tôi sẽ không chia sẻ à, quá nhiều để mà lặp lại tại vì thường đã chia sẻ chi tiết hơn trong video 1586 phần 2 nhưng mà chúng ta hãy trở lại đi ngay cả chúng ta thấy được là tiền Hiện đại bây giờ đó chúng ta tính từ giống như là năm 1500 tới bây giờ mà thôi thì đã biết bao nhiêu cái sự thay đổi các bạn thấy được là tiền lưu trữ quốc tế đó. À, từ chúng ta thấy là từ Portugal rồi chúng ta có Tây Ban Nha, chúng ta có Netherlands, chúng ta có nước Pháp, chúng ta có Vương quốc Anh. Những quốc gia này đó trước đây tiền của họ cũng là tiền tại lưu trữ của thế giới các bạn nhưng mà qua khoảng chừng là 80 năm, 100 năm thì lại thay đổi và tới bây giờ đó đồng đô la là tiền lưu trữ của thế giới thì đã bắt đầu từ năm 1920 các bạn thì nếu các bạn tính từ năm 1920 cho tới bây giờ đó thì đồng đô la nó đâu đó khoảng chừng là 103 năm và nếu như các bạn nhìn vào tài liệu này đó chúng ta nhìn thấy được là 110 năm vừa theo lịch sử đó là cái thời điểm lâu nhất mà một loại tiền của một quốc gia nào đó trở thành tiền dự trữ quốc tế đó chính là Tây Ban Nha từ năm 1530 tới năm 1640 và lâu thứ nhì đó chính là bản Anh các bạn đồng bản Anh đã trở thành tiền lưu trữ thế giới từ năm 1815 tới năm 1920 là khoảng 105 năm thì đồng đô la đâu đó nó cũng đã đến cái tuổi thọ rồi các bạn điều này cũng không có nghĩa là đồng đô la sẽ biến mất hay gì hết các bạn đồng bản Anh thì vẫn còn tiền pháp này vẫn còn nhưng mà ý tôi nói đây đó là tới một lúc nào đó tiền lưu trữ của thế giới sẽ bị thay đổi khi nào thì không ai biết được đâu các bạn nhưng mà điều đó sẽ xảy ra không nghi là mãi mãi hết thì tại sao tiền lưu trữ của thế giới kế tiếp không thể là tiền kỹ thuật số, không thể là crypto, không thể là bitcoin, các bạn. Không có gì là chắc chắn 100% hết. Thì cái mà thường muốn chia sẻ đây với các bạn đó là khi mà ai đó nói là chúng ta thực sự không biết tương lai bitcoin sẽ đi về đâu, đây chỉ là một cuộc thử nghiệm. Thì nếu như các bạn nhìn lại đó, tất cả trong lịch sử tiền tệ đều cho các bạn thấy là đều chỉ là thử nghiệm mà thôi. Tương lai hệ thống tiền tệ ra sao cũng không ai dám chắc chắn đâu, các bạn. Điều mà Thuận quan tâm đến là ngay thời điểm này cái mà chúng ta cần đó là lưu trữ tài sản thì trong vòng 3 năm qua đó, từ khi mà có đại dịch các bạn đã biết đại dịch đã gây ra biết bao nhiêu là thiệt hại chúng ta nói tới là thiệt hại nhân mạng thiệt hại về nền kinh tế thiệt hại rất là nhiều và thậm chí đó, bây giờ chúng ta vẫn đang hồi phục từ đại dịch nhưng mà sau khi mà có đại dịch đó, thì thuận cảm thấy được là mọi người lại chú tâm đến một câu hỏi đó chính là tiền là gì các bạn mọi người lại quan tâm đến nhiều hơn tại vì đại dịch dẫn đến là tiền được in ra để mà cứu trợ dẫn đến là chúng ta có lạm phát và khi mà lạm phát xảy ra đó mà người dân khi mà họ đi làm tiền lương của họ không thay đổi mà vật giá lại leo thang thì họ lại sẽ hỏi là tiền là gì các bạn và thường cảm thấy đó là câu hỏi quan trọng nhất trong vòng mấy năm qua và cũng vì lý do này đó chúng ta mới thấy là bây giờ những ứng cử viên tổng thống của Hoa Kỳ họ phải nói về chính sách tiền tệ họ phải nói về quan điểm của họ về crypto tại vì rất nhiều người quan tâm đến câu hỏi tiền là gì và chính sách tiền tệ sẽ ra sao và ngay cả trên Twitter các bạn ngày hôm qua thêm nay thì rất là sôi so động Tại vì Lewis Casey đây cũng là một trong những cái danh hài rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ các bạn Mặc dù là trong vòng mấy năm qua cũng có khá là nhiều những cái drama Nhưng mà Lewis Casey cũng có nhiều fan các bạn và nhiều người vẫn theo dõi và quan tâm Và Lewis Casey đã viết khá là nhiều những cái thuyết trong vòng ngày hôm qua tới bây giờ liên quan tới hệ thống tiền tệ Liên quan tới Bitcoin và giống như là muốn chuyển qua nói là tại sao Bitcoin lại không thể chứ Chúng ta có nhìn tất cả những gì đang xảy ra đi chúng ta đã thấy là vật giá leo thang chúng ta có phần trăm lạm phát chúng ta thiếu được tiền thì mất giá hệ thống tiền tệ bây giờ đó là một trong tiền tệ mà dựa theo nợ các bạn à, càng nợ nhiều càng chi tiêu nhiều thì quốc gia càng phát triển đó là cái hệ thống tiền tệ hiện tại à, thì điều này đó dẫn đến tiền ngày càng mất giá dẫn đến tài sản ngày lại càng tăng lên thì tất cả chỉ đang là một cuộc thử nghiệm mà thôi tại sao bitcoin lại không thể là một phần của cuộc thử nghiệm đó thì đương nhiên các bạn thấy được là rất là nhiều fan của bitcoin đã vào đây và đã comment các bạn thấy được là cái thuyết này đã có tới 3.492 retweet có tới gần 30.000 like các bạn và hơn 2.700 comment chỉ tính từ hôm qua tới bây giờ mà thôi điều mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn đó là câu hỏi tiền là gì là một câu hỏi rất là quan trọng tôi nghĩ là trong vòng 10 năm tới đây là một câu hỏi mà hầu như đã bị lãng quên nhiều năm các bạn người ta không có còn hỏi câu hỏi đó cho mãi đến bây giờ đó thì bây giờ mọi người mới thật sự tìm hiểu rõ hơn chứ còn trước đây đó khi mà các bạn hỏi tiền từ đâu mà có thì mọi người nhiều khi chỉ nói là à, tiền à, là được đảm bảo bởi chính phủ tiền là từ sức lao động mà ra tiền là từ thuế mà ra các bạn thiệt là những cái đó đó chỉ đúng một phần nhỏ mà thôi trên căn bản tiền nếu chúng ta nói riêng về đồng đô la đó thì chỉ cần in là có thôi các bạn, bao nhiêu cũng có hết. Nhưng mà cái mà họ không thể in đó chính là tài sản mà nhất là những tài sản mà có cái nhu cầu cao và có độ giới hạn, giống như là Bitcoin còn một thông tin khác nữa Thuận cũng mới biết các bạn bây giờ đó lại nói là có một khả năng đây là một khả năng mà thôi nếu như mà hai đảng đó ở hoa kỳ có thể là bắt tay và có một cái dự luật liên quan đến chi tiêu được thông qua thì sẽ không cần phải đóng cửa các bạn thì bây giờ khả năng cái số lượng tiền được chi ra để mà hoạt động chính phủ hoa kỳ đó sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9, có nghĩa là từ đây đến đó đó không còn bao nhiêu thời gian các bạn, còn khoảng 11 ngày thì hai đảng phải ngồi xuống và phải thật sự là có một cái đợt thỏa thuận là chi tiêu trong năm tới sẽ ra sao chứ nếu không đó thì tạm ngưng nghĩa là chính phủ hoa kỳ sẽ lâm vào tình trạng giống như cách đây vài năm các bạn thời điểm đó nó cực kỳ bực mình luôn nhưng mà nào mà theo dõi thuận lúc đó là thuận vừa dọn về từ new york rồi sau đó phải nhanh chóng bán căn nhà mà thuận có căn nhà mà có hồ bơi như vậy bạn đã nhớ đó chính là căn nhà ở thousand oaks rồi sau đó dọn lên quận cam à, và ngay thời điểm đó đó lúc mà cái người mua nhà của thuận đó, thì lại gặp ngay cái thời điểm lúc đó là thời của cựu tổng thống donald trump thì thời điểm đó nó cũng có một cái đợt giằng co giữa hai đảng về chi tiêu trong năm tới sẽ ra sao dẫn đến là tạm nhưng hoạt động của bạn nghĩa là sở thuế của người hoạt động ở một số những cái nơi công cộng của người hoạt động cho đến khi nào mà chúng ta có một cái văn bản chi tiêu mới và tiền bắt đầu được phát ra thì bây giờ khả năng điều đó lại xảy ra một lần nữa các bạn và trong thời điểm đó người mua nhà của thuận đó thì không lấy được văn bản thuế dẫn đến là không thể vay mượn được tiền của ngân hàng và thuận phải chờ và lúc đó phải chờ thuận nhớ là mấy tuần luôn các bạn hy vọng điều đó sẽ không xảy ra một lần nữa các bạn nhưng mà khi nào mà có thêm chi tiết thuận sẽ chia sẻ trước khi chúng ta nói về tình hình của crypto nói chung đó thì thuận muốn chia sẻ với các bạn là khi bạn yêu một ai đó thì bạn thấy gì bạn cũng nghĩ về người đó các bạn à, thì không biết là các bạn thấy gì trong cái bức ảnh này <laughs> Rồi chúng ta hãy chuyển qua để mà nói tới một số thông tin liên quan tới crypto các bạn Về bitcoin nói riêng đó, thì chúng ta thấy được là giá bitcoin ở mức là 27.164 thì cũng tăng nhẹ so với ngày hôm qua các bạn đã hơn 27.000 đô và chúng ta nhìn thấy được là crypto nói chung ngày hôm nay là có nhiều màu xanh và tổng số bốn hóa đó chúng ta cũng thấy được đã tăng là khoảng chừng 1.1% vẫn hơn 1,1 nghìn tỷ và chúng ta nhìn thấy là Bitcoin thì tăng 1.4% những con khác đó cũng tăng các bạn nhưng mà hầu như là cũng không có nhiều bằng nhất là chúng ta nhìn vào những đồng lớn thì Ethereum cũng cỡ đó chúng ta coi BNB thì cũng không thay đổi nhiều XRP thì tăng trăm tương tự như BTC còn lại cũng không có gì gọi là quá đặc biệt các bạn Toncoin thì tăng 3.6% hiện tại sau khi mà có cái thông tin liên quan đến là Telegram sẽ tích hợp cây ví liên quan tới đồng thon cho bạn chúng ta cũng đã từng nói về cái đề tài này rồi và chúng ta hãy nói một số những thông tin ở bậc ngày hôm nay đi các bạn thấy rồi chúng ta có một thông tin cũng rất là tích cực đó chính là ngân hàng đầu tư toàn cầu lớn của nhật bản các bạn ngân hàng này là ngân hàng nomura bank à, và họ quản lý khoảng chừng là 500 tỷ đô la thì họ đã thành lập một cái quỹ gọi là laser digital bitcoin adoption fund đây là một cái quỹ mà các bạn chỉ có thể long only thôi nghĩa là đây là quỹ mà chỉ thu mua bitcoin thôi và đây là một cái quỹ đầu tư mà những tổ chức có thể tham gia vào mua từ quỹ đầu tư này. À, có nghĩa đây không phải là một cái quỹ mà người bình thường như thường của các bạn có thể tham gia vào được đây là một cái quỹ mà cho những tổ chức tiếp cận bitcoin một cách đơn giản và an toàn thì nhiều người sẽ nói là tại sao tại có nhiều cái quỹ như vậy giống như là gbtc rồi chúng ta bây giờ nói tới cái quỹ của nồng mura bank này tại sao là những cái tổ chức tư này họ không có đi thu bitcoin chỉ đơn giản thì có nhiều lý do lắm các bạn thứ nhất chính là liên quan đến việc lưu trữ bitcoin cho an toàn nếu như các bạn lưu trữ một ngàn đô các bạn lưu trữ mười 000 đô thì các bạn có thể là tự lưu trữ trong cái ví của mình hay là ví lạnh của mình Các bạn tự lựa dự khóa cá nhân thì các bạn cảm thấy được là có gì đó khó khăn Nhưng mà khi các bạn có cái số tiền giống như là 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu Thì lúc đó các bạn sẽ nghĩ khác, lúc đó các bạn sẽ nói là bây giờ đó Lưu trữ như vậy thì mình cứ ngủ ngon được hay không Phải chia ra bao nhiêu à, là ví lạnh thì mới an toàn Và để đâu thì mới an toàn, lỡ như các ăn trộm vô nhà thì ra sao Các bạn sẽ có nhiều à, những cái suy nghĩ dẫn đến nhiều lo lắng các bạn Và những công ty đó thì họ kinh doanh lưu trữ Bitcoin chỉ là một phần của chiến lược của họ mà thôi cho nên đơn giản hơn là họ đi thu mua từ một cái quỹ giống như là họ đi thu mua từ quỹ GBDC hay là họ đi thu mua từ quỹ Bitcoin Spot ETF khi mà có Hoa Kỳ đó là lý do tại sao mà nhiều quỹ đó họ thúc đẩy để có quỹ Bitcoin Spot ETF tiếp cận một cách đơn giản hơn hay là họ đi thu mua cổ phần của MicroStrategy rồi MicroStrategy đi thu mua Bitcoin các bạn thấy được là một điều khác nữa đó chính là liên quan đến kế toán lưu trữ tài sản như thế này đó thì các bạn một là phải lưu trữ thứ nhì nữa là phải có cái cách làm kế toán các bạn hiểu là mỗi quốc gia thì mỗi khác khi mà các bạn tự lưu trữ bitcoin thật sự đó, thì kế toán nó tính như thế nào nó cũng rất phức tạp cho nên đơn giản nhất là đi mua từ những cái quỹ này và đây là tin tức chúng ta nhận được là ở Nhật Bản á, ngân hàng đầu tư toàn cầu lớn cũng vừa ra mắt cái quỹ bitcoin adoption fund này chúng ta cũng có hai thông tin liên quan đến FTX các bạn à, lý do tại sao mà gần đây chúng ta có nhiều thông tin liên quan tới FTX tại vì Samuel Free đã gần ra tòa rồi các bạn và nếu như mà không có gì thay đổi đó thì ngày ra tòa sẽ là ngày thuận nhớ 2 tháng 10 có nghĩa là còn không tới 2 tuần nữa thì cuối cùng Samuel Free sẽ ra tòa. Cho nên trong khoảng thời gian này đã có rất là nhiều động tĩnh và chúng ta đã thấy là bây giờ không chỉ riêng là Samuel Free mà ngay cả ba mẹ của Samuel Free cũng bị kiện luôn các bạn mẹ của Samuel Free đó là Barbara Free và ba của Simon Freed đó người đứng sau lưng này các bạn đó chính là Alan Joseph Benjamin trước đây đó các bạn đã biết là sau khi mà cái vụ việc của FTX bắt đầu bùng nổ đó thì hai người này đang là giáo sư của trường luật các bạn hay này là luật sư thì đang dạy rồi phải nghỉ làm thì lúc đó mọi người nghĩ là wow cũng giống như là bị con mình liên lụy có thể là cũng mắc cỡ với là người thân vân vân nhưng mà bây giờ đó dựa theo những văn bản kiện mới nhất đó, thì hai người này hoàn toàn là một phần của cả cái sự kiện FTX và dựa theo tài liệu kiện đó đây là một cái vụ kiện dân sự bây giờ mà thôi thì thứ nhất đó, là liên quan đến là ba mẹ của Simon Free đã lấy tổng cộng là 26 triệu đô la và tiền này đó sang FTX nói là tiền của khách hàng thì chi tiết hơn đó ba của Saman free cũng giữ một chức vụ ở trong công ty ftx các bạn có nghĩa là hoàn toàn không phải là không biết gì đâu nhưng một chức vụ và chức vụ này đó cũng là một chức vụ cao với cái mức lương là 200 trăm ngàn một năm đó là trên giấy tờ mà thôi nhưng mà trên căn bản đó là một năm ông ta lấy tới một triệu đô một năm lần nhưng mà không biết vì lý do gì đó đã có thể rút ngắn thời gian lời có nghĩa là trong thời gian ngắn đó thì công ty FTX đã phải trả cho ba của Simon Free tổng cộng 10 triệu đô la cộng với lại một bất động sản đáng giá 16 chấm 4 triệu đô la ở Bahamas Có nghĩa là trong thời gian ngắn thôi, trong vòng chỉ có 2 ba năm thôi Thì ba mẹ Sam Free đã lấy tổng cộng là 26 triệu đô la tính luôn cái bất động sản ở Bahamas Đó là điều đầu tiên Và bây giờ đó công ty FTX đang trong cái tình trạng là khai bị phá sản Bây giờ là kiện hai người này nói là phải trả số tiền đó lại để mà có tiền trả cho những nạn nhân Số tiền này là đến từ những nạn nhân không có được giữ cái số tiền đó đó là điều đầu tiên, điều thứ nhì nữa đó là mẹ của Sam Free là Barbara Free đã bị kiện trực tiếp vì bà là người đứng sau lưng để mà hỗ trợ tư vấn cho Sam Free làm sao để có thể quyên góp cho những người làm chính trị à, một cách trái phép các bạn. Và tổng cộng đó Sam Free đã dùng tiền khách hàng đó là khoảng chừng hơn 100 triệu đô la để mà quyên góp trong cái đợt bầu cử nhiệm kỳ năm 2022 và dưới sự chỉ đạo của Barbara Free, bà ta bày ra làm sao để có thể là ẩn số tiền này, làm sao có thể thông qua những người khác để quyên góp và nên quyên góp cho ai. Cho nên bà cũng là một trong những người mà dựa theo văn bản kiện bây giờ đó là một tòng phạm các bạn nhưng mà hiện bây giờ đó là không có kiện hình sự chỉ kiện dân sự bây giờ mà thôi. Nói chung thì ba mẹ của Simon Free cũng đang bị kiện trực tiếp hiện tại. Và trong những ngày tới đây chúng ta sẽ nhận được thêm nhiều thông tin chi tiết hơn nữa về cái vụ kiện này trước khi mà Salmon Friato trong vòng khoảng chừng là 2 tuần. Chúng ta cũng có một cái thông tin là công ty Grayscale các bạn họ lại đệ đơn thêm để có một Ethereum Futures ETF. Và thật ra đó thùng đọc thông tin này uh, cũng không có rõ là tại sao họ lại đệ thêm một đơn nữa. Theo thùng biết là trước đây họ đã từng đệ một cái đơn là Bitcoin Futures ETF. Dựa theo luật chứng khoán của năm 1940 thì theo thùng biết là cái đơn vừa được nạp cho SEC đó là để có một Ethereum Future ETF Đây là một cái quỹ Future so với các bạn chứ không phải là quỹ Spot Nhưng mà dựa theo luật chứng khoán của năm 1933 Tuy thùng biết là hai luật này là như thế nào Nhưng mà Thuận phải là luật sư của các bạn Bây giờ thùng chưa có thấy bất cứ ai bình luận chi tiết về cái phương diện pháp lý Hai cái này nó thực sự khác nhau như thế nào Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng biết là Trayscale đó đang có hai đơn Ethereum Future ETF đang chờ được duyệt bởi SEC và nói tới SEC đó, thì uh, có một cái diễn đàn xảy ra ở Chicago của bạn và trong diễn đàn này đó, không phải là Gary Gensler nhưng mà một trong những giám đốc của SEC đó đã lên tiếng nói là chúng ta sẽ không ngừng lại ở Coinbase và Binance và SEC vẫn đang điều tra và có thể tiếp tục đi kiện những công ty khác tương tự như là Binance và Coinbase và thậm chí những công ty trung gian giống như những công ty DeFi đó cũng có thể bị kiện luôn nhưng mà khi họ càng kẻ hơn đó thì người này cũng nói là SEC trên căn bản đó cũng không phải là một đơn vị mà có nhiều tiền hiện tại có nghĩa là tiền họ dùng để mà đi kiện đó cũng có hạn mà thôi họ không thể nào mà kiện tất cả mọi người bởi hiện bây giờ thì họ đang có rất nhiều vụ kiện hiện tại và những vụ kiện đó bây giờ các bạn thấy là cũng không có kết quả tốt cho nên thường không nghĩ là SEC sẽ tiếp tục kiện trong thời gian tới này đâu và chúng ta cũng có một thông tin đến từ Thái Lan các bạn chi tiết hơn là liên quan tới thuế thì sở thuế Thái Lan đó đang có kế hoạch áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với những khoản thu nhập từ nước ngoài à, thì nếu các bạn là một người nước ngoài mà các bạn sống ở Thái Lan đó, theo thường hiểu là vừa theo luật bây giờ là những ai mà sống ở Thái Lan hơn 180 ngày như là hơn 6 tháng thì các bạn phải đóng thuế cho Thái Lan nếu các bạn có thu nhập trước đây đó các bạn có thu nhập thì các bạn chỉ đóng thuế nếu như mà thu nhập đó các bạn di chuyển vào Thái Lan thì mới đóng thuế mà thôi nhưng mà bắt đầu từ năm 2025 thì à, những cái thu nhập các bạn nhận được khi các bạn ở Thái Lan hơn 6 tháng cho dù không đem vào Thái Lan thì vẫn phải đóng thuế đó là cái tin tức mới và tài sân tức này được chia sẻ trên những cái mạng xã hội liên quan đến crypto tại vì trong đó đó họ bao gồm có những khoản thu nhập đến từ giao dịch crypto như là các bạn giao dịch crypto các bạn là một người giả sử như là người Việt Nam hay là người Mỹ đi các bạn ở Thái Lan hơn 6 tháng các bạn là một trader các bạn kiếm được tiền thì các bạn vẫn phải đóng thuế cho Thái Lan. Hôm nay là một ngày mà các bạn thấy là tin tức liên quan này nhiều lắm, mọi người vẫn đang chờ đợi thông tin đến từ Fed ngày mai. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm bằng cách là bấm vào cái link cái bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, BitGet, Binance và một số những dịch khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn